3 lợi ích của việc ăn chay. 1. Việc ăn chay giúp chúng ta kiểm soát những thói xấu của mình. Có lẽ chẳng ai trong chúng ta, không ít thì nhiều, đều có những ham muốn về tiền tài, danh vọng và sức khỏe. Một cách cụ thể hơn, chúng ta có thể thói quen, thích buôn chuyện, thèm muốn một chiếc xe sang, một ngôi nhà đồ sộ, hoặc ham muốn bất chính nào đó. Việc ý thức giữ chay một ngày tưởng chừng như không liên quan, nhưng thực chất đó là một kỷ luật hữu hiệu giúp chúng ta phát triển khả năng tự chủ và kiểm soát những thói xấu của mình. 2. Việc ăn chay giúp chúng ta bớt tập trung vào bản thân. Khi bị bao vây bởi những ham muốn, chúng ta thường tập trung vào chính mình. Đó có thể là sự ám ảnh về những thứ mình ham thích, hoặc sự đắc chí với thứ mình đạt được. Ở nhiều khía cạnh, mọi suy nghĩ của chúng ta đều quy về bản thân mình. 3. Việc ăn chay tăng cường sức khỏe tinh thần và tâm linh. Cuộc sống hiện tại đầy rẫy những phiền nhiễu, chẳng hạn như cần phải làm việc gì, mua sắm những thứ gì, xem TV chương trình gì, nên ăn gì vào bữa tối. Khi không còn đủ thời giờ để hoàn thành mọi việc trong một ngày, chúng ta dễ chỉnh mạng sức khỏe tinh thần và tâm linh của mình. Ăn chay là cơ hội giúp chúng ta đơn giản hóa suy nghĩ của mình và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Vì thế, dù chỉ ý thức kiêng bớt một bữa ăn cũng là sự hy sinh ý nghĩa và mang lại những lợi ích to lớn.